Vâng, sau đây em test con Lukman R A502 monitor, con này cực mới nha. Gửi cho bác khách ở Tuyên Quang. Đây, đường tín hiệu vào đường out ấy. Đấy. Bát chép nha, bát chép, muốn kênh bát chép thì chúng ta phải gạ cái này xuống nha. Tranh thủ rồi đóng hàng lên đường cho tất cả các bác luôn.